Nghe nói khi để các trang trong quyển sổ danh bạ chồng chéo lên nhau, thì cho dù không dùng bất kỳ loại keo hay cách cố định nào, xe tăng cũng không thể kéo chúng ra. Sự thật là như vậy ư? Mọi người có thể lấy sách của bạn cùng bàn thử xem nhé, để xem có thể dùng sức của mình tách chúng ra được không. Sức mạnh thần kỳ này được gọi là lực ma sát, nó rốt cuộc có thể chịu được trước lực kéo bao nhiêu? Adam và Remy sẽ tiến hành thử nghiệm. Họ cần lồng chéo hai quyển danh bạ 800 trang vào với nhau. Adam và Remy lần lượt lật các trang sách, tuy công tác chuẩn bị không hề phức tạp, nhưng lại vô cùng tốn thời gian. Sau khi hai quyển sổ đã hoàn toàn được chồng vào nhau, lực ma sát được tạo ra giống như được tra keo vào vậy, làm chúng như dính vào với nhau. Chỉ dựa vào sức của một người, căn bản là không thể kéo được chúng ra. Vì để thuận tiện cho việc tăng lực kéo, họ đã đóng bản lề gỗ vào gáy sách, mắc thêm sợi dây thừng vào cuối bản lề. Adam và Remy đang có một trận kéo co, cho dù hai người có dùng sức bao nhiêu, hai cuốn danh bạ cũng không hề bị tách ra dù chỉ một phần. Vì để thuận tiện cho việc tính toán lực kéo, Remy đã đeo lên dây thừng một máy đo lực căng, và họ đã tính ra được loại kéo mà quyển danh bạ phải chịu là 145 kg. Vậy nếu tăng số người tham gia kéo co, chúng có bị kéo ra không? Sau đây họ sẽ tham gia một trận kéo co 5 đấu 5. Dưới sức kéo qua kéo lại của 10 người, máy đo lực căng tính được lực kéo lớn nhất là hơn 950 kg. Nó tương đương với trọng lượng của một chiếc xe hơi loại nhỏ, nhưng mà chúng vẫn không hề bị tách ra. Cuối cùng 10 người bọn họ cùng lúc kéo hai quyển danh bạ ra, người nào người nấy đều dùng hết sức rồi, chúng vẫn không hề nhúc nhích, mà lần này lực kéo đã đạt đến 1.900 kg. Xem ra với sức của con người thì rất khó để kéo được chúng. Họ dùng tới xe cẩu để tiến hành kiểm tra, vì lần này chỉ được cố định một cách đơn giản nên gáy của quyển sổ đã bị kéo đứt, nhưng phần giấy xếp chồng ở bên trong thì vẫn như cũ. Lực ma sát của cuốn sổ danh bạ so với những gì họ tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Vậy nếu được kéo bởi hai chiếc ô tô chạy hết mã lực thì nó còn có thể chịu được sức kéo này không? Nghe nói khi để các trang trong quyển sổ danh bạ chồng chéo lên nhau thì đến xe tăng cũng không thể kéo chúng ra. Mọi người có thể lấy sách của bạn cùng bàn thử xem, để xem có thể dùng sức của mình tách chúng ra được không. Adam vì để kiểm chứng thông tin này, anh ấy đã cùng Jamie lồng chéo hai quyển danh bạ 800 trang vào với nhau. Họ còn dùng hai chiếc ô tô để kéo, quyển sổ danh bạ không hề được dán chút keo nào. Nó có thể chịu được sức kéo của xe ô tô không? Jamie cho rằng như thế không thể tách được chúng. Anh ấy lo rằng bản lề gãy sách sẽ bị rơi ra. Sau khi tiến hành thử nghiệm, Adam và Jamie đạp ga xe đi về hai hướng ngược lại. Lúc này một chuyện thần kỳ đã xảy ra, lực kéo của ô tô cũng không thể tách hai cuốn sổ danh bạ ra. Bánh xe thì luôn quay tại một chỗ, lẽ nào không có cách để kéo chúng ra sao? Tiếp theo họ dự định sẽ dùng xe tăng để tiến hành thực nghiệm, trong đó có một chiếc mã lực 300, nó nặng tới 14 tấn. Chiếc xe còn lại có 350 mã lực, nó nặng 15 tấn. Trước khi tiến hành thử nghiệm, Jamie dùng ốc vít cố định cuốn danh bạ vào bản lề bằng sắt, như thế này mới có thể đảm bảo bản lề không bị rơi ra. Tiếp đó anh ấy dùng dây xích nối hai chiếc xe tăng vào với nhau, đồng thời treo máy đo lực căng lên dây xích. Trước hai con thú khổng lồ bằng sắt thép này, hai cuốn sổ danh bạ còn có thể duy trì trạng thái ban đầu hay không? Xe tăng dần dần di chuyển về hai hướng ngược lại, hai cuốn sổ cũng dần được kéo ra, chỉ số trên máy đo lực căng nhanh chóng tăng cao. Khi lực kéo đạt tới 3.800 kg, hai cuốn sổ danh bạ bỗng chốc bị xe tăng tách ra. Xem ra lực ma sát tạo ra khi các trang sách chồng chéo lên nhau không thể so sánh với lực kéo cực đại của xe tăng. Thực nghiệm trên tới từ chương trình khám phá. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi là Review Cuộc Sống. Hẹn gặp lại tuần sau.